Dạ em mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị đã trở lại video mới nhất kênh Chào Mai Vàng Đồng Tháp ha. Lời nói đầu tiên em chúc cho quý cô chú, anh chị có ngày mới xem kênh thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha cô chú, anh chị. Nay tiếp tục em có về một số cây để giao lưu cùng quý cô chú và anh chị. Rất mong sự ủng hộ anh em gần xa ủng hộ cho em. Chào anh cô chú, anh chị, các anh ơi. Rồi một ngày mới em chào cô chú anh chị một lời chào thân ái luôn. Rồi thì hôm nay mình về gồm có chẳng hạn như là bonsai hàng đại Một ha. cây. Phơm gác cổng cao đẹp nè cô chú anh chị, nó giá cũng rất hợp lý ha. Đó. Thì bữa nay mình tiếp tục là cái lô cây mình là chữ A, 31. A31, mã số A31. Thì cây này đầu tiên là cây 31, cây Mỹ ha. Cây này thì em mua của nhà dân, của anh em người ta trồng ở ngoài chứ không phải cây công nghiệp nha anh chị. Thành thử cái cây này cái tuổi đời nó già lắm. Cô chú anh chị chơi nhận cái dòng cây này rất là ok, tại vì cây này cái thịt nó chắc dữ lắm. Đó, cây này thì mình trồng tự nhiên ở ngoài nghe cô chú anh chị. Form bonsai Ức ha, có cái ức cũng như là cái con gì á. hàng VIP luôn đó. À, thì cây có sao thì mình ghi hình cho nó rõ chi tiết vậy để cho anh chị quan sát cho nó gơ hết Đặt ha. hết ha. Đó, thì hôm nay mình có thời gian ở không á anh chị, mình cũng bó bầu cho cô chú anh chị hết luôn đó. Những cái video vừa qua mà đăng lên thì cô chú anh chị cũng nhiệt tình thương ủng hộ đã thành công hết, điều đó cũng chân thành cảm ơn cùng quý cô chú và anh chị. Đó, thì thôi bữa nay mình cho cái thông số đi anh ơi, cây 31 để nói chuyện vòng vòng hoài. Dạ, hoành thân là 36. Hoành thân là 36 nha anh chị. Cũ đặt là 81. Cây đẹp lắm anh chị ơi, nhìn phê lắm. Tổng chiều cao là 75. Rồi đo thử cái tán ngang nó xè coi nó được nhiêu. Tán ngang này là 65. Đó, cây này nói chung là anh chị nhìn ở ngoài đã lắm nha, đẹp lắm. Rồi cây mã số 31A, cây này mình giao lưu với anh chị là giá là 3.200.000. Em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha, 3.200. Ra Nào cũng tuốt được. ngoài luôn, sắp vô cho nó một chung một lô. Sắp cho nó có thứ tự nha. Rồi tiếp theo là cây mã số 32. 32 thì cây này nó có dáng phom dù anh em ơi. Này sát pháo nha. Chỉnh cây cho nó ngay ngắn hay sao nó lắc lư vậy, chỉnh cho đứng dù ấy. Đấy. Rồi. Cây này thì nó không có bọng bể đâu nha anh chị. Em bao cây đẹp cho cô chú anh chị nha. Đó. Cây này thiên nhiên xanh nó có đường khe vậy đó chứ không phải là bãi. Cây này em bao hàng đẹp cho anh chị yên chí. Đó, cây rất là đẹp ha. Rồi cứ xây đều đều qua cho cô chú anh chị quan sát hết cái cây ha. Này sắc pháo một màu nha anh chị. Rồi cho thông số lên đây. Dạ, hoành thân là 39. Chiều cao luôn. Chiều cao là 91. Rồi tán ngang luôn, tán ngang luôn, tán ngang luôn cho anh chị quan sát hết luôn ha. Tán ngang là 58. Rồi cây mã số 32 là cây sắc pháo một màu. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.300.000. Em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Ở này hàng VIP nha anh chị. Rồi bonsai đại anh em ơi. Cây này hai người khiêng cái chấn không nổi luôn á. Cô chú anh chị nhìn ở ngoài giống như con heo rạo vậy đó. Cái này sắc pháo một màu nghe cô chú anh chị. Đó, cây đẹp lắm. Cây này là cây mã số là 33. 34 34 hả? 33 hả? 33 chứ. Em lộn nha anh chị. Cây này là cây mã số 33A. Cây này nói chung mình miễn bàn là cây bọng nha. Em bao cây đẹp cho anh chị. Hàng VIP. Siêu VIP chứ không còn là hàng VIP nữa. Hết sức rồi nè, da tơ trong cây bự mà cái da bằng lăn lứt trắng tư luôn, không Cô có chú anh thẹo chị dít nhìn ở gì chứ, ngoài giống như một con heo gạo vậy đó. không có cái thẹo dít gì chứ. Cây rất là đẹp ha.
Rồi cho thông số đi, dịnh thêm gì luôn. Cái này à, sắc pháo một màu nghe cô chú anh chị. Hoành thân được nhiêu vậy? Hoành thân 60. Hoành thân là 60 nghe cô chú anh chị. Đây, đó cho gọi mặt thước cho anh chị coi luôn. Rồi anh đo lại cái chiều cao, tổng chiều cao từ mặt bầu lên tới cái đỉnh nó ra được nhiêu? 135 tức mét 35. Rồi cậu xe cái cây qua luôn, rồi đo từ cốt chính nó cái cành gớt, cành hơn cành gớt là bên đây nè. Ừ. À, cái này là gớt cho lại là 67. Rồi. Cái cây này thì mã số là 33 phải không? 33 Cây mã A33. số cây 33A. Cây này sắc pháo một màu nghe anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 7 triệu 500 ngàn, 7 triệu rưỡi ha. Em bao ship là cả gồm phí ship cho cô chú anh chị nha, đi toàn quốc. Đó, nói chung này là hàng VIP luôn cô chú anh chị. Rồi khiêng ra đây, hai hai đứa khiêng để bển đi. Rồi tiếp theo là cây mã số 34. Nói chung cái lô cây này về nay cây hàng bự không anh chị, hàng VIP hàng đẹp không ha. Này sắc pháo một màu luôn nghe anh chị. Này cô chú anh chị về chơi lên cái đôn cái chậu làm cái bàn trà cũng được, mình ngồi dưới. 34. Này mã số 34 là sắc pháo một màu nghe cô chú anh chị. Quá Cây này đẹp. thì nó có mấy cái khe ha, thì có sao em báo cho cô chú như vậy nhưng mà nó sẵn trơn rồi, nó không có gì hết ha. Đó. Đây cái khe đây. Đó. Đây gấp. Đây thì không có gì hết ha anh chị. Em bao ha, em bao hàng VIP cho hàng đẹp cho anh chị luôn. Đó. Không có gì hết trơn. Rồi cho cái thông số lên đây. Tranh thủ để trời mưa tới. Dán lắc luôn. Nhiêu Hoành rồi? thân là 48. Rồi hoành thân là 48 ha cô chú anh chị. Đo Rồi nít mét đo rưỡi. thẳng về là 1,5 m. Còn chiều cao của nó là 1,18 m. Đây lên Rồi tới đây. xoay qua một vòng báo giá luôn. Rồi cây mã số 34, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 3 triệu 900 ngàn, 3 triệu 9 ha, em bao ship cho quý cô chú anh chị toàn quốc luôn. Đó. Đồ thằng đích. Rồi tiếp theo là tới trắng ngọc trinh cô chú anh chị ơi. Bữa nay em có cây trắng ngọc trinh mà cây này nó xấu quắc hả anh chị ơi. Cây này em báo là cây xấu nha. Vì lý do hay sao này xấu anh chị biết không? Đó, em nói luôn. Đó, xấu là chỗ này. Mình mấy nó gân guốc không ha. Nó bọng chân. Đó, nó bọng tới xương nghe anh Đây nè, bắt đầu từ để chỉ đây nè, từ đây bọng xuống đây. Nó ăn xuống tới gốc luôn. Đó nhưng mà được có cái khôn là ở ngoài cái vỏ nó còn đẹp. nhìn nó ngoài nhìn nó hầm hố lắm anh chị, nhưng mà này nó bọng nha, em báo trước nha, cây này xấu thấy mẹ luôn. Đó. Dáng cũng độc. Cây bắp đọt Bọng hết luôn. trơn rồi nhưng mà nó được có cái là cây này cây trắng nha anh chị, nào mà nên sưu tầm cây trắng chơi thì lấy cây này, mình lấy cây này về mình chơi cho nó có cái đặc điểm nó lạ hơn hết. Rồi cho thông số nè, cây này nhìn ở ngoài nó gân guốc lắm ha. Rồi hai ba vị trí đi. Rồi. Bây giờ ở đây là 77. Mình máy nó nói cục cục luôn. Mình đo nhiều vị trí để cho anh chị xem ha. Cây này cây mã số ba mấy ta? 35, 35, 35. Ở đây là 53. Rồi đo tổng chiều cao luôn đi thôi. Coi kiểm phản ngoại càng ngoại 34 không? Tổng là đâu qua đây luôn. Rồi mét gửi. Rồi tổng chiều cao là 1 mét rưỡi, cây này là cây trắng ngọc trinh nha anh chị. Cây này bự mà nó bọng nha, bọng thì mình bán rẻ để cho anh chị dễ chơi. Rồi cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu 9. Em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha, 1 triệu 900 ngàn. Đó, nhìn ở ngoài cũng còn mặt tiền đẹp lắm anh chị ơi. Hai thằng khiêng đó bự lắm.
Đây, Cái thì này trước, cái này khoan ngoài cái đi. cổng luôn đi. Ngoài lấy trước đi. Tiếp theo là cây mã số 36. 36 là thanh quá anh em ơi. Cây này đặt nha anh chị. Một cốt nó lắc nhẹ ha. Anh chị có không gian phù hợp nên lấy mấy này về gác cổng chơi cho nó có bông đẹp anh chị. Cây này em bao cây đẹp nha. Trăm trăm luôn. Rồi cho thông số anh ơi. Chín Nó có một chín trăm cái chín trăm thẹo đó, cái thẹo khô. Nhẹ chút xíu đó thôi, gọi đo đi anh cho thông số đi. Nhưng em bao cho anh chị là cây đẹp nha, nó có cả khoảng ngón tay à. hoành thăng là 33. Rồi chiều cao luôn. Cao không đo nổi đâu. 2 mét. Đây 1,5 m, cây này tầm 3 m ngoài đầu. Cây này khoảng 3 mét trở lại nha anh chị. Dạ cây mã số 36, cây này là sắc pháo một màu ha. Em giao lưu với anh chị là giá là 1 triệu 700. Em bao ship cho quý cô chú anh chị toàn quốc ha, 1 triệu 700 ngàn. Rồi xuống cây. Tiếp theo là cây mã số 37. 37 thì cây bonsai anh chị ơi. Cây này cây đặt nghe cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị nào mà có cái không gian mà chơi tiểu cảnh á, tối về chơi tiểu cảnh đẹp ha, có hồ cá koi hay gì đó là đẹp lắm nè. Đó, chơi trồng cái gốc ở trên cái đồi ha, thả cái ngọn cho nó bò xuống. Đó Có anh chị về thả ngọn thì giật lại chút xíu. Em trừ hao hết rồi. hồ nước thả cá là được À, mình nói vậy thì anh em cũng đừng bắt lỗi mình nha. À, nói chung là anh em nuôi cá gì cũng được chứ không phải là nói riêng cá coi. màu vô cũng đẹp rồi. Cá liệu thì 7 màu cũng được anh em ơi. Này sắc pháo một màu à, mình nói cho nó nguyên cái dân cho nó cây cho nó nâng cái giá trị cái cây của em lên thôi chứ thực tế không có gì hết. Rồi cho thông số đi. Mã số là 37. Thấy đường luôn Hết thấy đường rồi. à. Rồi hoành thăng là 28. Rồi đo từ dưới này thẳng lên tới cái đỉnh đi, đừng đo vậy. Nhiêu? Thẳng lên đỉnh là 78. Rồi đo bay ra nhiêu? Bay ra là 120. Rồi cây mã số 37 là cây sát pháo một màu ha anh chị. Cây này mình giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu 300 ngàn. Em bao ship cho quý cô chú anh chị toàn quốc. Đổi cây. Rồi tới cây này nó cũng bọng hết trơn à, anh chị ơi. Bọng thì mình bán rẻ cho cô chú anh chị chơi Bọng nha. nhưng mà cái này bọng mà lực lắm Cây nha. này lực lắm. Cây này em mà gửi cước đi cho anh chị đó em cũng phê luôn á. Cái form dù nè. Cây bên trên là lắng lức anh chị thấy ha. Đó. 38 mang vô. Đó. Này đúng form dù luôn á anh chị ơi. Đeo tay cho nó mới được. Nhưng mà ở trên là ok, bên dưới nó có bị một cái lỗi nhẹ nghe anh chị. Nhưng mà cây này thì em báo là cây bọng. Đó. Nhưng mà nó sành trơn rồi, nó khô gan à. À, Cô một chú cốt chị mà thấy cái ha. cốt của nó nè, đó nó bồng từ đây tới đây. Em mới khai thác về em bó bầu luôn chứ em không có xử lý con khỉ gì hết trơn luôn. Tại vì cái cây này nó sành nó quá đá rồi. Đó thì em cũng để tự nhiên cho anh chị luôn. Dịnh Rồi cho luôn. thông số anh ơi. Cây này bự lắm anh chị. Hoành thang của em nó là 66. Hoành thân là 66 Dưới ha này cô còn chú bự anh nữa chị. nè. Dưới này là tới 97. Cô chú anh chị về trồng lắp lên tới đây luôn nè. Đó là mình thấy cái mặt tiền là thấy cây không có gì hết luôn. Đó. Chiều cao luôn anh ơi. Phom dù. Chiều cao em này 1,7 m. Chiều cao 1m7 nha quý cô chú anh Nè, chị. tán ngang tự hình dung giùm coi, 1,5 m không? Tán ngang tầm khoảng 1m4. Rồi cây mã số 38, cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là giá là 2 triệu 900 ngàn. Em bao ship cho quý cô chú anh chị toàn quốc ha, 2 triệu 9. Anh chị cứ ở tại nhà là có người mang cây tới nhà cho quý cô chú và anh chị. Bỏ vô. Ai à, khiên nổi không nha. Rồi tiếp theo là cây, cây này cao lắm anh chị ơi. Cây này nó cao hết hồn luôn. Cái mái nhà của em là 4 mét đó. Đây để dưới đi trên nó đợi liền. Đó.
nó gần 4 mét đó anh chị. Cây này đưa nó đụng thiết. Rồi đó. Xây cây này anh em nào mà có cái không gian mà chơi phơm cao quá thì nên rước em này ha. Cây này thì mình bao cho quý cô chú anh chị là cây đặc nha. Đó. Còn anh em nào muốn chơi thấp phần 3 mét thì mình giật xuống cho 3 mét. Anh em nào mà muốn chơi thấp thì mình cắt xuống được. Đó, nó có đường hai đường bình binh nha anh em. Cây này thì nói chung là nó đặt hoàn toàn 100% luôn á anh cô chú anh chị. Nói chung là mình bao cho anh em là cây này là hàng VIP nha. Rồi cho thông số lên đây. Hoành thân em này được 36. Nó nâng cái cây lắm nha, đo không đo cái hoành ngay chân chỗ tay chỗ ông cộng vịn cái nữa coi, nới lên trên, nới lên trên. Ờ. Cây này nó nâng. Đó được nhiêu? Ở đây được 29. Ờ, nó nâng lên đo lên tới trên tới luôn, để nhiều khi anh em ta ngán lắm, cái cây nó cao quá mà không biết nó nâng không. Trên đây 27. Rồi, tổng chiều cao. Đây, 1,5 m tới đây. 3 m. Khoảng 4 mét đó cây này. Cây này em bao cho anh chị là tầm 4 mét trở lại nha. Đo đường thẳng luôn á. Rồi cây này là cây sát pháo một màu anh em ơi. Cây này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá là 4.200.000. Em bao ship cho quý cô chú anh chị toàn quốc 4.200.000 ha. Chung cây này nó cao lắm. Giang nè, vô khiên cây nè. Cho nó nắm cái đọt đi. Rồi tập trung khiên cây cái cây này kìa. Cây này hơi dài dựng sát vô nha. Rồi tiếp theo là cây mã số dư luôn 40. Đó, cây này cũng đặt luôn. Gần guốc không? Quá đẹp. Cây này cũng là sắc pháo một màu nghe anh chị. Kiểm tra coi mãi coi mã số đúng cây đúng, không? Đúng rồi, 40. Hồi nãy nhớ 11, 12 cây gì đó mà ta. Cây về hồi nãy á. Cây này mình bao cho quý cô chú anh chị là hàng VIP nha. Cây này nó trực lắc nha cô chú anh chị. Cây này nó cũng cao, cũng cỡ khoảng 3 mét mấy anh em ơi. Cây này nó cao cũng khoảng 3 mét mấy á. Rồi cho cái thông số cây mã số là 40. Hoành thân của em nó là 55. Rồi hoành thân xác là 55 nha quý cô chú anh chị. Cây này nó già cây lắm. Anh em thấy nó có mấy cục lọc nè. Đang chụp cái nón này ha, nó anh em thấy không? Nói lọc nhóc ha. Cây này nó cây đặt cây mà nó đây tới đây là 1,5 m, 3 m. Chiều cao 3 mét anh em ơi. 3 mét trở lại nghe chứ không hơn nha. Rồi cây mã số là 40. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là giá là 5.200.000. Em bao ship cho quý cô chú anh chị toàn quốc ha. Dạ cây mã số 40 là cũng cây cuối video. Cuối chương trình cũng cảm ơn cùng quý cô chú và anh chị đã thời gian qua ủng hộ kênh Mai Vàng Đồng Tháp. Điều đó cũng rất chân thành biết ơn cùng quý cô chú và anh chị. Rồi em xin hẹn anh chị lại video sau. Xin chào.